Toàn cảnh đám tang đẫm nước mắt của cô diễn viên Đức Tiến sáng ngày 21 tháng 5, gia đình Đức Tiến đã dựng dạp trắng, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ. Sáng 21 tháng 5, bà Ngọc Ánh, 65 tuổi, mẹ ruột của Đức Tiến đã lập bàn thờ và tổ chức lễ viếng tại nhà riêng ở thành phố, thủ đức thành phố Hồ Chí Minh nhằm tưởng nhớ con trai. Ngay từ sớm, bạn bè và thân hữu của cô diễn viên cũng đã đến chia buồn trước bàn thờ ai nấy đều không cầm được nước mắt vì sự ra đi đột ngột của anh tin tức diễn viên đức tiến qua đời khiến bà ngọc ánh không còn đứng vững khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh không thể nhìn được mặt con trai lần cuối bà chỉ còn biết cách chọn tấm đẹp của đức tiến trong quá trình làm nghề để in thành ảnh thờ bàn thờ do mẹ của đức tiến lập cho con trai trước đó bà đã lựa chọn tấm hình đẹp nhất thời làm mẫu của anh để làm di ảnh buổi sáng nghệ sĩ ưu tú mỹ uyên bạn bè cùng khóa với đức tiến đã có mặt đông đủ Mỹ Uyên không khỏi nghẹn ngào vì những dự định giang dở cuối cùng của cả hai vẫn chưa thể thực hiện. Bạn bè cũng cho biết nam nghệ sĩ dự tính trở về Việt Nam vào tháng 8 sắp tới. Ngoài ra, chú chó thân quen mà Đức Tiến từng ôm cũng đội tăng cho chú. Từ ngoài đường ra ngoài ngõ, ai cũng bàng hoàng khi nghe được câu chuyện của Đức Tiến. Mới gặp Tiến đây, vậy mà. Tiến ơi, mình còn cái hẹn đi hồ tràm tháng 8 phải không? Chị gái của Đức Tiến không giấu nổi xúc động trước sự ra đi của em trai chị cho biết hiện tại gia đình đang dối bời. Ai nhắc câu nào về Tiến là chị bật khóc. Đức Tiến, sinh năm 1980, từng đoạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010 và đóng nhiều phim truyền hình như Trở Về, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Vợ của Chồng Tôi, Vòng Xoáy Tình Yêu, Xin Lỗi Tình Yêu. Năm 2013, anh cùng vợ, Hoa hậu Bình Phương, sang Mỹ định cư, tại nước ngoài. Đức Tiến chủ yếu hoạt động nghệ thuật với vai trò MC. Gần đây, anh tham gia nhiều dự án phim và thường xuyên bay về Việt Nam để làm việc. Trước đó, Đức Tiến tham dự một buổi tiệc vào cuối tuần tại Mỹ. Nam diễn viên đã mang đến một quả mít lớn và tự tay xẻ ra từng phần nhỏ để mời bạn bè. Sau khi dọn dẹp xong, Đức Tiến ngã ra sàn. Bạn bè cố gắng lay gọi nhưng không có phản ứng nên vội vàng gọi xe cấp cứu. Hiện, thi hài của Đức Tiến vẫn còn lưu lại trong nhà xác bệnh viện Fountain Valley. Sau khi bệnh viện hoàn tất các quy trình khám nghiệm, gia đình sẽ nhận thi hài để lo hậu sự. Linh cữu của Đức Tiến sẽ được an táng tại Mỹ, nhiều sao Việt tại Mỹ đang đồng hành để chia sẻ mất mát và hỗ trợ vợ của anh tổ chức tang lễ. Mẹ Đức Tiến bật khóc trong đám tang, cuộc gọi cuối mẹ con còn cười giỡn, nói chuyện hơn 10 phút. Ngồi trong nhà, bà Ngọc Ánh, 65 tuổi, mẹ nghệ sĩ Đức Tiến vẫn không tin con mình đã ra đi mãi mãi. Bà Ánh rơm rớm nước mắt nhìn dòng người liên tục ra vào, đôi mắt thất thần sau nhiều đêm mất ngủ khi nghe tin con trai út Đức Tiến đã ra đi đột ngột tại Mỹ. Vài ngày trước, bà đã tự tay chọn ảnh, chọn đồ để lập bàn thờ viếng con tại nhà riêng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, mỗi lần về Việt Nam, diễn viên Đức Tiến luôn chăm sóc mẹ kỹ càng. Vì vậy, bà Ánh muốn đoạn đường cuối bà sẽ tự mình tiễn đưa con. Bà Ánh chia sẻ, bắt đầu mọi thông tin đều ở Mỹ nên bà vẫn chưa nắm được nhiều. Mãi đến khi được xác nhận, bà gần như suy sụp, xỉu ngay tại chỗ. Tuần nào Đức Tiến cũng gọi cho tôi hết, tuần trước nó cũng điện thì khoảng vài ngày sau thì em mất cuộc điện thoại cuối vào hôm chủ nhật, mấy mẹ con, bà cháu con cười giỡn nói khoảng 10 phút rồi thôi cho bé mèo đi ngủ. Bà ánh nhớ lại, mẹ Đức Tiến cho biết, con trai ở bên Mỹ, còn mẹ sinh sống tại Việt Nam nên thời gian hai mẹ con gặp nhau rất ngắn ngủi. Bà cũng không bao giờ hỏi han về cuộc sống, làm ăn hay can thiệp vào đời tư của con. Bà chưa bao giờ khuyên Đức Tiến về Việt Nam lập nghiệp mà tôn trọng cuộc sống riêng của con. Dù tôi sống đơn chiếc nhưng vì mình là người mẹ mình phải hy sinh cho con. Lúc trước Tiến rủ tôi đi Mỹ nhưng tôi không chịu đi. Ở đây gần gũi bà con, anh chị em, bên đó chỉ có Tiến và Bình Phương, bà kể. Tuy ít gặp mặt nhưng bà Ánh vẫn thường xuyên theo dõi con qua mạng xã hội. Trên mạng xã hội, cố nghệ sĩ Đức Tiến thường xuyên than hay nhức đầu, mất ngủ, mệt. Bà Bèn khuyên con nên đi khám bệnh, bất chút thời gian làm việc để giữ gìn sức khỏe. Hiện tại, bà Ánh vẫn chưa dám liên hệ bên Mỹ để biết tình hình của con. Bà cho biết, ngoài đó người ta rất trộn rộn, khi nào xong xuôi hết thì bà mới nói chuyện, tôi nói thì không giải quyết được gì. Quá trình xin visa đi Mỹ thăm con trai, tôi bối rối quá nên chưa làm mới chụp hai tấm hình. Tôi hiện tại không có đầu óc để nghĩ nhiều, tôi chỉ tự nhủ giờ tôi qua thì chuyện cũng đã rồi, cũng không thể gặp mặt được con. Để bên đó xong xuôi rồi tôi qua, thắp cho con nén nhang, bà nghẹn ngào, bật khóc. Đức Tiến sinh năm 1980, quê gốc ở Đồng Nai, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Khoa điện, Điện tử sau đó rẽ ngang sang làng mốt và phim ảnh. Anh từng nổi tiếng trong làng người mẫu vào những năm 2000, đoạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Anh đóng nhiều phim truyền hình như Trở Về, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Vợ của chồng tôi, gia đình đang lo tang lễ cho diễn viên Đức Tiến, mẹ ruột mong muốn sớm qua Mỹ để được nhìn mặt con lần cuối. Đại diện gia đình diễn viên Đức Tiến đã có chia sẻ thông tin về tang lễ của nam diễn viên tại Việt Nam. Lễ viếng của nam diễn viên được tổ chức từ ngày 20 tháng 5 đến 22 tháng 5 tại nhà riêng ở phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm an táng tại Mỹ. Mẹ ruột Đức Tiến lập bàn thờ cho con ở nhà riêng do chưa thể sang Mỹ để nhìn mặt con lần cuối. Mẹ ruột Đức Tiến đã lập bàn thờ cho anh ở nhà riêng. Bạn bè và người thân của nam diễn viên có thể đến viếng trong 20 giờ 11 giờ, 15 giờ, 18 giờ, 22 giờ từ 20 tháng 5 đến 22 tháng 5 tại nhà ở quận Thủ Đức thành phố hồ chí minh mẹ ruột đức tiến lập bàn thờ cho con trai tại việt nam bàn thờ của diễn đức tiến được đặt giữa nhà xung quanh được trang trí nhiều hoa tươi vô cùng trang nghiêm bà mong sớm sang mỹ để nhìn mặt con lần cuối nếu không kịp bà sẽ qua viếng mộ con trai đoàn tụ con dâu cháu nội bà xã nam diễn viên sốc trước sự ra đi đột ngột của chồng gia đình chưa tin sự ra đi đột ngột của đức tiến hiện tại bà xã đức tiến vẫn chưa hết sốc bàng hoàng khi nỗi đau mất chồng ông xã ơi gia đình nhỏ của anh cần anh sao chúa gọi anh về sớm quá nhưng anh đừng lo anh là người cha tốt người chồng tuyệt vời người bạn chân thành mọi thứ ở đây để em và những người đồng hành cùng anh trong cuộc sống này lo anh hãy yên nghỉ nhé nếu có kiếp sau mình sẽ gặp nhau như vậy nữa anh nhé anh đừng lo em sẽ luôn tìm được anh không cần biết anh ở đâu thời gian nào mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé anh nhớ không anh đã hẹn em kiếp sau anh nhớ giữ lời nhé em và con sẽ nhớ ông xã rất nhiều em và con yêu ông xã rất nhiều, đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Bình Phương nhắn nhủ, Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim. Tại Mỹ, thi hài diễn viên Đức Tiến vẫn còn lưu lại trong nhà xác bệnh viện Fountain Valley, sau khi bệnh viện tiến hành đủ các quy trình khám nghiệm thì gia đình sẽ nhận xác để làm hậu sự, linh cữu Đức Tiến sẽ được gia đình an táng tại Mỹ. Tang lễ của diễn viên Đức Tiến sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 5, sau đó linh cữu được đưa đi an táng vào trưa ngày 30 tháng 5. Hôm 19 tháng 5, showbiz Việt bàng hoàng trước thông tin diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44 tại Mỹ. Sự ra đi của Đức Tiến khi vẫn còn nhiều dự án dở dang khiến bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa. Mới đây, gia đình của Đức Tiến đã chia sẻ những thông tin chi tiết về lễ tăng nam diễn viên tại Mỹ. Theo đó, vợ và đồng nghiệp của Đức Tiến sẽ tổ chức lễ tăng cho anh vào ngày 29 tháng 5 và 30 tháng 5, theo giờ địa phương. Cụ thể, Lễ nhập quan và phát tang sẽ diễn ra vào sáng 29 tháng 5, sau đó là lễ thăm viếng, đến tối cùng ngày là đêm văn nghệ tưởng niệm, đến trưa ngày 30 tháng 5, linh cữu của diễn viên Đức Tiến sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phương. Thông tin chi tiết tang lễ diễn viên Đức Tiến tại Mỹ, trước đó tại Việt Nam, mẹ ruột và người thân đã in di ảnh, lập bàn thờ Đức Tiến tại nhà riêng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để người thân, bạn bè có thể thăm viếng anh lần cuối. Lễ thăm viếng diễn ra trong 3 ngày. Từ 20 đến 22 tháng 5, lễ thăm viếng Đức Tiến tại nhà riêng ở Việt Nam. Đức Tiến sinh năm 1980, là một trong những gương mặt mẫu năm nổi tiếng trong làng mốt Việt vào những năm 2000. Anh từng lọt top 10 siêu mẫu Việt Nam 2002. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2013, Đức Tiến quyết định sang Mỹ định cư và kết hôn với hoa hậu Bình Phương. Cả hai có cuộc sống hôn nhân viên mãn tại Mỹ, có cô con gái nhỏ mới chỉ 4 tuổi tại Mỹ đức tiến cũng tham gia hoạt động nghệ thuật như tổ chức sự kiện làm mc chương trình